Phần điều khiển chương trình ngày hôm nay, Trung tâm Asia xin được hân hạnh giới thiệu nữ ca sĩ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Đức Huy. Quỳnh Hương và Đức Huy xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, Asia Video 19 với chủ đề tác giả và tác phẩm là cuốn video mang mục đích đưa khán giả đến gần những dòng nhạc và tìm hiểu thêm về người nghệ sĩ sáng tác để tạo dựng nhịp cầu thông cảm giữa khán giả và nghệ sĩ. Vì không có khán giả thì người nhạc sĩ không có một môi trường để chia sẻ những rung động của mình. Và ngược lại, nếu không có người nhạc sĩ thì cũng không có ai để nói lên tiếng nói của chính chúng ta. Và ngày hôm nay, Đức Huy sẽ cùng với Quỳnh Hương
trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị những dòng nhạc tuyệt vời nhất của những tác giả đã được quý vị ái mộ từ nhiều năm qua. Anh Đức Huy này cũng là một người nhạc sĩ sáng tác, vậy anh có thể cho Quỳnh Hương cũng như quý khán thính giả biết cảm tưởng của mình khi điều khiển chương trình tác giả và tác phẩm này không anh? Thưa quý vị và Quỳnh Hương, đối với người nghe thì một bài hát có thể chỉ là một bài hát, nhưng đối với một người nhạc sĩ thì đó là một đứa con tinh thần. Bởi vì người nhạc sĩ đã phải trải qua những khó khăn và tốn thời gian để trau chuốt từng nốt nhạc, từng lời hát, để gửi tâm tư của mình vào trong ca khúc đó. Vì tâm tư đó là tâm sự của người nghe, và điều mà người nhạc sĩ muốn cho người nghe cảm nhận như là một con đường hai chiều, vì chính khán thính giả là mục tiêu mà người nhạc sĩ sáng tác gửi đến để tạo một nhịp cầu thông cảm giữa hai bên. Và vì thế, khi một bài hát được khán thính giả yêu thích, thì điều này làm cho người nhạc sĩ cảm thấy hân hoan không tả được. Quỳnh Hương rất là đồng ý với anh Đức Huy. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng với chúng tôi trở về với những ngày đầu tiên của âm nhạc qua dòng nhạc của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Đặng Thế Phong là một trong những người nhạc sĩ tiêu biểu của thập niên 40-50. Sinh tại thành phố Nam Định, ông đã theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật tại Hà Nội. Và thuở sinh tiền, ông là một nhạc sĩ rất nghèo, cuộc sống rất chật vật. Vì thế nên ngoài việc sáng tác, ông còn là một họa sĩ và là một ca sĩ, cũng như đã từng mở lớp dạy nhạc tại thành phố Nam Vang. Tiếc thay, ông mất sớm vì bệnh lao vào năm 24 tuổi. Ông đã sáng tác đúng tất cả 6 tác phẩm, và 2 bài hát nổi tiếng nhất của ông là Con thuyền không bến và Giọt mưa thu, đã được coi là những ca khúc có giá trị cao trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Có người đã cho rằng nhạc của Đặng Thế Phong mang một giai điệu bí ẩn và lạ lùng. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức ca khúc bất hủ Con thuyền không bến qua tiếng hát của nữ danh ca Khánh Ly sau đây. Thương thuyền mơ buông trôi xa.
thuyền ơi đừng chờ mong. Con thuyền trong đêm thâu trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi đâu. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt kiều diễm và là một trong những tiếng hát hàng đầu tại hải ngoại, nữ ca sĩ Ý Lan. Ý Lan xin kính chào quý vị. Và hôm nay Ý Lan được vinh hạnh giới thiệu đến quý vị những dòng nhạc của người bác ruột kính yêu của Ý Lan, đó là cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ông bắt đầu sáng tác nhạc vào cuối thập niên 40 và nhạc phẩm đầu tay của ông là bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Ông không những chỉ là một nhạc sĩ mà còn là ca sĩ cột trụ chính của ban hợp ca Thăng Long, gồm có Hoài Trung, Thái Hằng, Thái Thanh và Hoài Bắc, tức Phạm Đình Chương. Ngoài ra, ông cũng đã sáng tác những bài trường ca, những bài tình ca đã trở thành bất tử trong lòng mọi người. Và sau đây, Ý Lan xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm với âm hưởng ngũ cung thật duyên dáng của ông. Đó là ca khúc Mười Thương.
qua phần trình diễn của nam ca sĩ Vũ Khanh. Một thương tóc xòa mơ màng, hai thương em ăn nói mặn mà lại có duyên. Ba thương má lúng đồng tiền, bốn thương thương đôi mắt như sao huyền mùa thu. Năm thương em biết trông chờ, chờ anh đi chinh chiến. Bao năm tháng xa mở quê hương, sáu thương là thương em cũng cương thường, bảy thương thương nết ở trăm đường em khéo khôn, tám thương trong trắng tâm hồn đẹp tươi là tươi như ánh trăng tròn đầu thôn. Chín thương là thương tiếng cười giòn ngàn năm gỗ đá cũng còn là còn ngất ngây. Mười thương em xinh quá là đôi bàn tay mong dệt mộng cho đời nên thơ. Để cùng anh xây đắp cho ngày mai tình yêu thương tràn chứa giữa trời tự do. Một thương tóc xòa mơ màng, hai thương em ăn nói mặn mà lại có duyên. Ba thương má lúng đồng tiền, bốn thương thương đôi mắt như sao huyền mùa thu. Năm thương em biết trông chờ, chờ anh đi chinh chiến. Bao năm tháng xa mở quê hương, sáu thương là thương em cũng cương thường, bảy thương thương nết ở trăm đường em khéo khôn, tám thương trong
trắng tâm hồn đẹp tươi là tươi như ánh trăng tròn đầu thu. Chín thương là thương tiếng cười giòn ngàn năm gỗ đá cũng còn là còn ngất ngây. Mười thương em xinh quá là đôi bàn tay mong dệt mộng cho đời nên thơ. Để cùng anh xây đắp cho ngày mai tình yêu thương tràn chứa giữa trời tự do. Anh Đức Huy nè, có một cái điều Quỳnh Hương muốn chia sẻ cùng với anh cũng như tất cả quý khán thính giả. Sau khi nghe nhạc phẩm Mười Thương do anh Vũ Khanh hát, Quỳnh Hương cảm thấy rất là xúc động, bởi vì nhớ đến người bác ruột của mình là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Chỉ ước rằng có sự hiện diện của bác ngày hôm nay để bác có thể nhìn thấy được và cảm thấy được quý khán thính giả yêu mến dòng nhạc của bác đến chừng nào. Tuy nhiên, với ngày hôm nay bác đã qua đời, nhưng Quỳnh Hương có một cái niềm hãnh diện là những dòng nhạc của bác sẽ luôn luôn ở mãi và sống mãi trong lòng của mọi người, của mọi quý khán thính giả yêu mến dòng nhạc của ông. Xin cảm ơn Quỳnh Hương đã chia sẻ điều này với quý khán thính giả. Và kính thưa quý vị, người nhạc sĩ kế tiếp mà chúng tôi được hân hạnh giới thiệu đến quý vị là một nhạc sĩ đã có rất nhiều ca khúc được nhiều thính giả ưa chuộng. Chúng tôi muốn nói đến nhạc sĩ Song Ngọc. Và hiện nay ông cũng đang cư ngụ tại Houston, Texas và không ngừng nghỉ hoạt động văn nghệ. Và bài hát mà ngày hôm nay Quỳnh Hương muốn giới thiệu đến tất cả quý vị là một ca khúc ông đã viết chung với nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm lừng danh mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm, viết để vinh danh những chàng phi công oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sẽ được trình bày qua tiếng hát khói sương của nữ danh ca Thanh Thúy. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà sao mà mơ níu áo hạnh nghe ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn su tâm tình chạnh thương hai đứa, giờ gội xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào quấy, tình nàng chưa nói nhưng
muôn màu nào biến mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương và yên giấc ven rừng, bạn có biết chuyện này? Tôi lúc vũ trụ còn vị. Ba anh chị em ruột được sinh trưởng trong một gia đình phải nói rằng đông con nhất của làng âm nhạc Việt Nam, gia đình nhạc sĩ Lão Thành Lữ Liên. Đó là ban tam ca Thúy Hà Tú, đã là thần tượng của giới trẻ trong suốt thập niên 70 tại Việt Nam trước đây. Xin quý vị gửi một tràng pháo tay đặc biệt dành đến cho Khánh Hà, Thúy Anh và anh Tú. Quý Hà Tú xin kính chào quý vị. Một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho nền nhạc trẻ tại Việt Nam trong thập niên 70, và anh cũng là tác giả của nhiều tác phẩm đã được giới yêu nhạc mến mộ nhất, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Đức Huy sáng tác rất đều. Trong suốt 3 thập niên vừa qua, anh vẫn còn giữ được nét trẻ trung và đặc biệt của mình. Từ Bay Đi Cánh Chim Biển đến Người Tình Trăm Năm, rồi qua đến Đừng Xa Em Đêm Nay. À mà Hà với Thúy có biết là vì bài Đừng Xa Em Đêm Nay mà A Dành, ô anh già. Anh già gần Đức Huy, mặc dù đã trung niên rồi mà bây giờ mới có con vào đến lớp mẫu giáo đó. Và sau đây, Ninh Cát Loan Châu với nhạc phẩm Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em, sáng tác vào năm 1993.
thành phố mưa bay, như mãi mãi mùa thu trong sương mù. Đường em về, đường ướt mưa rơi, như nước mắt người đi qua cuộc đời. Còn hy vọng sau áng mây đen, còn hy vọng hãy cố vươn lên, rồi một ngày dịp may sẽ đến. Em ơi đừng quên, thành phố này trời thấp sang mây, như mãi mãi mùa đông ngày qua ngày, nhiều đêm dài chờ sáng đơn côi. Em đến những ngày vui qua trong đời, còn hy vọng sau những thương đau. Mùa đông dài đã qua còn đâu, rồi một ngày tình yêu trở lại trong con tim xa. Dầu chỉ mới xuất hiện trong những năm đầu của thập niên 70, dòng nhạc của anh ngay từ những tác phẩm đầu tay đã được thính giả khắp mọi nơi đón nhận nồng nhiệt. Chúng tôi muốn nói đến nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và để giới thiệu dòng nhạc của người nhạc sĩ tài danh này là hai anh em sinh đôi nhưng lại khác cha khác mẹ với kỹ thuật y khoa tân tiến hiện tại. Kính thưa quý vị, đó là The Twins, nhạc sĩ Trúc Hồ và nhạc sĩ Tuấn Đức. Xin kính chào quý vị. Tuấn Đức rất là hân hạnh có mặt trong Video Asia hôm nay, bên cạnh người đẹp. Ý quên, nhạc sĩ Trúc Hồ, một người trẻ tuổi, tài ba, đẹp trai, cũng có đẹp trai thật như tài tử của Hollywood, Brad Pitt vậy đó. Hơi giống James Bond. Mà kính thưa quý vị, rất là nhiều người nói giống y hệt Tuấn Đức như hai anh em vậy đó. Mà không biết ai anh em vậy ta.
Kính thưa quý vị Hồ, cảm ơn anh Tuấn Đức. Nhưng mà anh Tuấn Đức anh nói hơi quá đáng, thật sự Hồ đâu có đẹp trai được như vậy. Nhưng mà theo Hồ nghĩ, anh Đức ảnh cố tình anh nói vậy là bởi vì ảnh tự khen ảnh đó. Nhưng mà Hồ thấy Đức không giống Hồ đâu, là bởi vì Hồ còn có cái này. Đức chưa giống được, Hồ có cặp mắt kiến nè. Sao giống được, kiếm một đôi đi. Kính thưa quý vị, hôm nay Hồ hân hạnh để giới thiệu nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Một người nhạc sĩ mà Hồ rất có nhiều kỷ niệm, mặc dù là Hồ chưa được bao giờ gặp mặt. Năm 1980, khi Hồ còn ở Sài Gòn, nhờ một người bạn cho Hồ nghe một băng nhạc Ngô Thị Miên. Thế là sau đó Hồ đã mê nhạc của anh, và hầu như ngày nào Hồ cũng đàn và hát những tình khúc tuyệt vời đó. Lúc đó giọng hát Hồ còn tốt lắm chứ không có khàn như hôm nay. Nhạc của anh có giai điệu rất tình, ảnh hưởng một chút nhạc cổ điển Tây Phương, nhưng tràn đầy hồn quê hương. Tuấn Đức có đồng ý với Hồ về nhận xét này không? Tuấn Đức hoàn toàn đồng ý với Trúc Hồ, bởi vì nhạc của Ngô Thụy Miên có những cái nốt rất là trầm, mà cũng có nốt rất là cao. Cái tầm nó rộng lắm. Cái quãng nó rộng. Mà Tuấn Đức nghĩ một trong những ca sĩ mà có thể chuyên chở cái bài hát này dễ dàng và đẹp, đó là không ai khác hơn là nữ danh ca Khánh Hà. Mà Hồ biết không, Tuấn Đức làm việc với Khánh Hà cũng có nhiều chuyện vui lắm. Chẳng hạn như đôi khi Khánh Hà hỏi Đức á, là Đức ơi, Đức có biết bài này không? Đức cứ giả vờ như là không biết vậy. Để được nghe Khánh Hà hát free mà không phải mua vé vào cửa. Khôn. Nhưng mà hôm nay Tuấn Đức được cùng với quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giấc Mơ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Do
biển rộng có bao la, sẽ có ngày ta có nhau, thì xin một lần cho lời cuối giữ cho nhau thương yêu rồi sẽ bên nhau muôn đời. Tình thưa quý vị, ba tiếng hát trẻ đang được sự chú trọng của giới trẻ tại hải ngoại sẽ tiếp tục giới thiệu tiết mục kế tiếp. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Trish, Thùy Trang và hai ca sĩ Lâm Nhật Tiến và Duy Linh. Kính thưa quý vị, Duy Linh, Trish, Thùy Trang và Lâm Nhật Tiến hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ người đã ở cùng xóm với Duy Linh từ hồi còn ở Việt Nam. Thì từ mười mấy năm trước, Duy Linh đã có dịp đá banh chung với anh vào mỗi chiều chiều. Và có một điều không ai biết là anh là một người đá banh rất là cừ, rất hăng, rất táo bạo, nhưng tánh tình thì lại đa sầu, đa cảm. Chính vì thế, anh đã sáng tác một loạt những nhạc phẩm như Dòng sông kỷ niệm, Trái tim mùa đông, Một lần nữa thôi, rồi nào là Em đã quên một dòng sông, Yêu em âm thầm, vân vân. Và đặc biệt, anh mới viết chung một bài hát với một nữ ca sĩ trẻ, rất là trẻ tuổi. Cô đã được sự chú ý của giới mộ điệu với một lối trình diễn rất là sống động và rất là lôi cuốn qua những nhạc phẩm ngoại quốc nổi tiếng. Cô vẫn cố gắng không ngừng và tập hát những bản nhạc Việt Nam. Và gần đây nhất, với sự khuyến khích của nhạc sĩ sáng tác bài Trái tim mùa đông, cô đã viết lời cho một bài hát của mình. Vì cô lúc nào cũng ao ước được hát những bản nhạc do chính mình sáng tác. Trish kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tay của Sheila, nhạc của Trúc Hồ, lời của Sheila, bài hát These are Nights of Missing You. Tonight, without you in my life.
looking to find your heart to take away all my pain. Day for night for missing you, lonely night for wanting you, missed a day for loving you, my love. Kính thưa quý vị, thập niên 70 là thời đại vàng son cho nền nhạc trẻ Việt Nam tại Sài Gòn. Sau Les Vampires, Rocking Star, Black Cat, Teddy Bear, Spotlight là những ban nhạc trẻ Việt Nam chỉ hát nhạc ngoại quốc, bắt đầu xuất hiện một ban nhạc với những nhạc sĩ sáng tác và trình bày những tác phẩm của chính họ. Đó là ban nhạc Phượng Hoàng đã được thành lập bởi hai nhạc sĩ Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang. Qua những nhạc phẩm nổi tiếng như Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời và nhiều nhạc phẩm khác. Và nhạc sĩ Lê Hữu Hà vẫn còn tiếp tục sáng tác nhạc và hiện ông còn cư ngụ tại Việt Nam. Nhưng làng âm nhạc Việt Nam đã không may mất đi một ngôi sao sáng. Đó là sự ra đi vĩnh viễn của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Và hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một trong những sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Bài hát này anh đã viết riêng cho người vợ hiền. Đó là nhạc phẩm mang tên Còn Yêu Em Mãi, sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Tâm trong lối hòa âm tươi sáng và mới mẻ của nhạc sĩ Sĩ Đan. Tình năm tháng
câu ca hay khúc nhạc, tình yêu còn đông đầy khao khát. Dù có cách xa mỗi mòn mà những dấu yêu mãi còn, sưởi ấm xác thân héo gầy, tình yêu như gió đêm mây gọi mưa giăng kín khung trời. Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới khi tương phùng. Em không cho niềm vui vì hạnh phúc. Ngọt hay đắng trong cuộc đời, mưa nắng ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Giá, câu ca hay khúc nhạc càng thêm sâu cho tình tan nát. Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung chẳng rời, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Quý vị, nếu country music của Hoa Kỳ đã có ban song ca The Judds là hai mẹ con nổi tiếng rực rỡ, thì trong âm nhạc Việt Nam chúng ta cũng có một trường hợp tương tự như vậy, đó là The Thanh Twins. Vâng, thưa quý vị, người mẹ là nữ ca sĩ lừng danh, quý vị đã biết, đó là Thanh Tuyền, và người con gái là cô Sheila, một nữ ca sĩ trẻ đang lên hiện nay. Và cả hai đều được biết đến nhiều trong hai lĩnh vực khác nhau của âm nhạc. Thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt gửi đến nữ ca sĩ Thanh Tuyền và nữ ca sĩ Sheila. Sheila xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Sheila rất là vui để được đứng cùng với mẹ để giới thiệu đến quý vị một bài hát mẹ của Sheila hát rất là hay. Bài nhạc phẩm đó
là Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Kính thưa quý vị, Thanh Tuyền đi hát cũng đã rất là lâu, đã trình bày rất là nhiều nhạc phẩm của rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng mà từ thâm tâm của Thanh Tuyền, thú thật lúc nào Thanh Tuyền cũng rất yêu nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Không phải bởi vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là ông thầy của Thanh Tuyền, nhưng mà sự thật những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã ít nhiều đã để lại trong lòng người nghe nhiều kỷ niệm rất là khó quên. Chẳng hạn như những nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ, Phiên Gác Đêm Xuân, Khi Đã Yêu, Nhớ Một Chiều Xuân, vân vân. Nhưng mà đặc biệt nhất là nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, là bởi vì đối với bài hát này Thanh Tuyền rất có nhiều kỷ niệm. Hồi nhỏ, lúc mà Thanh Tuyền còn nhỏ, lúc khoảng 14 tuổi còn ở Đà Lạt, Thanh Tuyền rất là thích bài hát này. Mặc dù lúc đó Thanh Tuyền không biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là ai, nhưng đây có lẽ là một cái định mệnh. Sau này nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chính là cái người đã đào tạo Thanh Tuyền, đã biến Thanh Tuyền từ một cô bé không ai biết tên biết tuổi để trở thành ngày hôm nay được quý vị thương yêu và nhắc nhở. Kính thưa quý vị, hôm nay để tưởng nhớ công ơn của người thầy đáng kính của Thanh Tuyền hiện còn đang sống tại quê nhà, Thanh Tuyền xin phép quý vị để trình bày nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thank you.
danh chân còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi lòng chân còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi lòng chân còn tơ trần mưa bay gió thấy Sheila vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, thế không hiểu tại sao mà chị Thanh Tuyền không chịu sáng tác thêm khoảng 5-6 Sheila nữa để làm ban nhạc cho Hương rồi. Quý Hương thấy rằng anh nên lo cái chuyện của anh trước đi, cứ thắc mắc người khác làm gì. Anh có biết không, có cái điều này nói nhỏ anh nghe thôi, đừng để ai biết hết. Anh chịu khó, anh về anh sáng tác thêm là bởi vì bây giờ anh mới có 2,5 thôi. 2,5 thì làm sao có thể lập thành đủ một ban nhạc được. Dáng chịu khó thêm tí nữa. Thưa quý vị, nói chuyện đến những nhạc sĩ sáng tác thì chúng tôi phải giới thiệu thêm một gia đình nữa. Có một người nhạc sĩ rất giỏi, đó là nhạc sĩ Trúc Giang. Ông đã sáng tác chẳng những một cậu mà tới 2 cậu con trai đều là nhạc sĩ. Cậu thứ nhất thì quý vị đã biết rồi, đó là nhạc sĩ Trúc Hồ, là người chịu trách nhiệm cho phần âm nhạc của Trung tâm Asia. Và cậu em trai tên là Trúc Sinh cũng là một nhạc sĩ. Và Trúc Sinh là một nhạc sĩ rất tài ba. Trong thời gian vừa qua, ngoài việc làm trưởng ban nhạc Asia, Trúc Sinh đã cùng với nhạc sĩ Lê Đức Long đưa ra một số sáng tác rất trẻ trung và được nhiều người thưởng ngoạn đón nhận một cách rất nồng nhiệt. Và ngày hôm nay, Trúc Sinh sẽ cùng với Lê Đức Long mời quý vị thưởng thức một ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi, sẽ được trình bày qua 2 giọng hát của Gia Huy và Thành Trúc. Và kính thưa quý vị, đặc biệt ngày hôm nay, nhạc sĩ Trúc Sinh bên chiếc đàn dương cầm sẽ cùng với ban nhạc Asia trong nhạc phẩm Hãy Yêu Nhau Đi. Cơ cầu tình này
cho hết đừng nghĩ gì, đừng bước đi vội vã, đừng khóc than giận hơn, đừng tiếc thương hận sâu vì người yêu bước qua cầu, đừng ước mơ thần thánh, đừng đắp xây mộng lành, hãy cứ yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai. Tình có khi lầm lỡ, tình có khi dại khờ, tình có khi muộn màng vì tình yêu đã lơ là. Đời có mưa và nắng, tình có vui và buồn, tình có khi chia tay vì tình đâu có ngày mai. Hãy yêu nhau, yêu nhau đi nhé, dù cho nếu mai duyên không thành, đừng tìm hạnh phúc trên những khổ đau. Sóng sâu bao cơ cầu, từng ngày cho hết đừng nghĩ gì, đừng bước đi vội vã, đừng khóc than giận hơn, đừng tiếc thương hận sâu vì người yêu bước qua cầu, đừng ước mơ thần thánh, đừng đắp xây mộng lành, hãy cứ yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai. Yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai, hãy cứ yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai. Quý vị, khi nói đến bài hát Mưa Rừng, chúng ta đều nghĩ ngay đến nhạc sĩ Huỳnh Anh và một trong những người nữ ca sĩ rất thân và biết rõ về dòng nhạc của người nhạc sĩ này là nữ ca sĩ Thanh Thúy. Sau đây, cô Thanh Thúy sẽ cùng với nam ca sĩ Tuấn Ngọc giới thiệu đến quý vị dòng nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Xin kính chào quý vị. Nhạc sĩ Huỳnh Anh là một người nhạc sĩ đa tài và đa năng. Anh đã được tất cả mọi người trong và ngoài giới ca nhạc thương mến. Anh cũng là tác giả của nhiều nhạc phẩm lừng danh như Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người, Kiếp Cầm Ca, Rừng Trưa Thay Lá, Lạnh Trọn Đến Mưa, Mưa Rừng, Thuở Ấy Có Em. Và còn bài này dễ nhớ lắm. Bài gì vậy Tướng Ngọc? Biết Nói Gì Đây. Đúng. Và hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Huỳnh Anh, đó là ca khúc Loan Mắt Nhung, được viết cho một cuốn phim cũng mang tựa đề là Loan Mắt Nhung. Và bài hát này sẽ được gửi đến quý vị với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Bảo Tuấn. Vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điện câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn khua dài,
tìm về thơ ấu đêm ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận đêm tóc rối, tù đầy ngõ tối đam mê. Xin yêu thương đến trong hồn tôi, dù cơn đau qua niềm thương nhớ. Và đèn xanh độc hành mang lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than hờn oán, đêm kinh đô muôn màu ngả bóng. Một người tìm sao mắt em. Tình dơ dàng, ước mơ vàng phai tàn, niềm thương trầm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài không trăng sao. Buông vòng tay sầu mang nỗi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Xin yêu thương đến trong hồn tôi, dù cơn đau qua niềm thương nhớ. Và đèn xanh độc hành mang lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than hờn oán, đêm kinh đô muôn màu ngả bóng. Một người tìm sao mắt em. Một người tìm sao mắt em. Một người tìm sao mắt em.
gọi tên em. Đêm nay cô đơn vắng lạnh, định gió hú chờ mong em. Nụ hôn ân ái một đêm mưa, còn không em. Tiếp tục giới thiệu những tác phẩm mới của những tác giả đang được yêu mến trong chương trình Asia qua chủ đề tác giả và tác phẩm. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc mang tựa đề Đỉnh Gió Hú, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ qua tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Và như quý vị đã biết, Trung tâm Asia lúc nào cũng chú trọng đến việc khuyến khích và tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực trình diễn cũng như là sáng tác. Vì thế mà qua những chương trình video trong các phần quảng cáo cũng như trên webpage của Asia qua hệ thống Internet, luôn luôn có những chi tiết mới để mà mời gọi các nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới gửi bài về cho Trung tâm Asia để phổ biến tác phẩm của mình. Và một trong những người trẻ đã hưởng ứng lời mời gọi này là nhạc sĩ Nhất Thiêng từ Úc Đại Lợi. Với nét nhạc rất quê hương và đầy tình tự dân tộc, anh có triển vọng sẽ còn đi rất xa nữa trong những sáng tác của mình. Xin kính mời quý vị thưởng thức sau đây dòng nhạc của nhạc sĩ Nhất Thiêng từ Úc Đại Lợi qua nhạc phẩm mang tên Mái Tranh Mơ, sẽ được trình bày qua hai tiếng hát Yến Phương và Duy Linh. Mai anh qua em
sẽ đưa ba mẹ cùng người thân em đón đưa em sang ở bên anh cùng. Này chàng trai ơi, mong em thật đơn sơ, ước mong sao sẽ cùng người em yêu dưới mái tranh mơ một đời lớn thơ. Nụ cười duyên em ôi mặn mà, về anh mơ cùng em là một mái tranh. Bờ suối mát có muôn chim tung tăng nô đùa, rừng thông reo ai ân trao trong khúc nhạc vàng. Chàng trai phong lưu hào hùng, về em mơ vòng tay chàng kề gối em. Đêm trăng sáng ánh sao lung linh ngập cõi lòng, cùng đôi ta đắm say trong khúc tình ca. Lòng anh như lửa cháy mãi trong con tim, đã biết tương tư, biết nhớ nhung em và đã biết buồn. Này chàng trai ơi, đời em như bông hoa dưới nắng ban mai chờ anh đi qua, hãy mang theo cho tòa niềm mong chờ. Này người em yêu, ngày mai anh qua em sẽ đưa ba mẹ cùng người thân em đón đưa em sang ở bên anh cùng. Này chàng trai ơi, mong em thật đơn sơ, ước mong sao sẽ cùng người em yêu dưới mái tranh mơ một đời lớn thơ. Ước mong sao sẽ cùng người mai tranh mơ một đời lớn thơ. Ước mong sao sẽ cùng người em yêu dưới mai tranh mơ một đời lớn thơ. Đầu thập niên 70, nhạc sĩ Quốc Dũng đã xuất hiện như một làn gió mới trong giới sáng tác nhạc tại Việt Nam qua những bài hát nổi tiếng như nhạc phẩm Mai, Hoang Vu và một số các ca khúc khác. Và sau đây, để nói về người nhạc sĩ này, Quỳnh Hương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai khuôn mặt trẻ trong làng nhạc Việt Nam tại hải ngoại, nhạc sĩ Sĩ Đan và nữ ca sĩ Ninh Cát Loan Châu. Lan Châu. Và Sĩ Đan. Xin kính chào quý vị. Anh Sĩ Đan, Lan Châu được biết là anh đã từng có thời gian cộng tác và từng là bạn của anh Quốc Dũng phải không? Như vậy anh có thể cho Lan Châu cũng như quý vị được biết một đôi điều về nhạc sĩ Quốc Dũng được không anh? Xin cảm ơn Lan Châu. Khi nói về nhạc sĩ Quốc Dũng, bạn bè cũng như các đồng nghiệp đều nghĩ đến một con người chân thành, rất giản dị và cũng rất là lãng mạn. Ngoài nhạc trẻ ra, Quốc Dũng cũng đã rất thành công trong loại nhạc trữ tình, quê hương. Sự am hiểu của anh về hai nền âm nhạc Tây Phương và dân tộc đã giúp cho anh rất nhiều trong công việc sáng tác.
Ngoài ra Quốc Dũng còn sử dụng được rất nhiều các nhạc cụ khác nhau, từ piano đến guitar và một số các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Không những thế, nhạc sĩ Quốc Dũng còn là một trong những thần tượng của giới trẻ Việt Nam. Không những qua giọng hát rất hay mà anh đã từng xuất hiện trên màn bạc cùng với nữ ca sĩ Thanh Mai. Điều quan trọng hơn hết là anh đã sáng tác hơn 20 năm qua và luôn giữ được vị trí của mình trong lĩnh vực nhạc trẻ Việt Nam. Sau đây, Loan Châu và Sĩ Đan xin mời quý vị cùng thưởng thức một trong những nhạc phẩm mới nhất của nhạc sĩ Quốc Dũng, Nỗi Đau Ngọt Ngào, qua sự trình bày của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Thank you.
thưa quý vị, Thông Đạt là bút hiệu của một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng giữ chức giám đốc Viện Quốc gia Âm nhạc tại Huế, đó là nhạc sĩ Văn Giảng. Và chúng ta được biết nhiều về Thông Đạt qua một tác phẩm lừng lẫy, đó là ca khúc mang tên Ai về sông Tương. Và ngày hôm nay, Quỳnh Hương xin mời tất cả quý vị hãy thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Thông Đạt qua một ca khúc viết về cố đô Huế, về những sự thương yêu đã gắn liền với cuộc sống của ông. Mời quý vị thưởng thức ca khúc Thương về quê tôi qua tiếng hát của Mạnh Đình. Tình ai chớ buồn
để tình tan phai. Kim long bạch hổ băng về thánh nội Huế đô, nơi quê cha đất tổ con sông Hương đau khổ, ai đi xa sao nợ tình làm ngơ. Nơi quê cha đất tổ con sông Hương đau khổ, ai đi xa sao nợ tình làm ngơ. Nơi quê cha đất tổ con sông Hương đau khổ, ai đi xa sao nợ tình. Trong phần đầu của chương trình, quý vị đã gặp qua Vũ Tuấn Đức, xuất thân từ một gia đình gồm 5 anh chị em nghệ sĩ mà người ta vẫn biết tới qua tên Ban Tứ Ca Thủy Dương, cậu út là nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn. Vũ Tuấn Đức học nhạc tại Mỹ từ thuở bé và anh đã sáng tác cũng như hòa âm rất nhiều cho các ca sĩ Việt Nam tại hải ngoại. Tuy vậy, dòng nhạc của anh vẫn mang nặng những tình cảm của giới trẻ Việt Nam và lời hát rất thơ mộng cũng như lãng mạn đã giúp anh mau chóng trở thành một trong những nhạc sĩ trẻ được yêu mến tại hải ngoại. Và để giới thiệu dòng nhạc của người nhạc sĩ này là hai tiếng hát trẻ đã được quý vị yêu chuộng và khen ngợi qua phần trình diễn đặc biệt trong video Asia Nhớ Sài Gòn, đó là Lê Tâm và Thanh Trúc. Thanh Trúc và Lê Tâm xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Trúc rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ trẻ vừa tài hoa mà vừa đào hoa. Cảm ơn Lê Tâm. Anh đã mang lại cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta những dòng nhạc thật lãng mạn cũng như những nhạc phẩm ướt át như Tóc Ngang Bờ Vai hay bài Xin Hãy Rời Xa. Hôm nay trong cuốn băng Asia Video, tác giả và tác phẩm, anh đã trở lại với chúng ta bằng một tâm sự. Tâm sự này anh đã đặt thành một bài hát mang tựa đề là Don't Know Why. Nếu mà thường khi mà người ta chia tay nhau thì người ta phải biết là tại sao người ta chia tay nhau, phải không Tâm? Đúng vậy, cứ đồng ý. Ok, vậy thì Trúc sẽ hỏi Tâm, tại vì Tâm cũng đẹp trai như anh Tuấn Đức vậy đó. Vậy thì tại sao, Tâm nghĩ là tại sao anh Tuấn Đức lại không hiểu khi mà anh rời xa cái cô đó? Tâm cảm thấy chắc là tại vì ảnh hiền quá. Thấy mấy ông nào mà hiền quá ưa để bị đàn bà ăn hiếp hết á. Kính thưa quý vị, và sau đây là nhạc phẩm Don't Know Why sẽ được trình bày qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Trish Thùy Trang với sự đóng góp của nhạc sĩ Tuấn Đức. Thank you.
Kế tiếp là một người nhạc sĩ mang cái tên có vẻ là một kiều nữ. Thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Ngọc Bích. Nhạc sĩ Ngọc Bích không sáng tác nhiều, nhưng mỗi ca khúc của ông đều có giá trị tồn tại mãi với thời gian. Một trong những bài hát tiêu biểu của ông là bài Trở Về Bến Mơ. Ngoài ra, ông cũng là một nhạc sĩ biết sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau như accordion, piano, contrabass và guitar điện. Và ngày hôm nay cũng là một trong những nhạc phẩm rất có giá trị mà Quỳnh Hương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị, một sáng tác mà cho đến giờ phút này mọi người vẫn còn say mê thưởng thức. Đó là ca khúc Mộng Chiều Xuân sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Ngày mưa
mong chờ ai ân kèo tan ngày mơ xuân còn thắm tươi em còn mong chờ ai ân kèo tan ngày là một thi sĩ với nhiều bài thơ nổi tiếng đã được phổ nhạc cũng như được giới yêu thơ mến mộ khắp nơi. Và ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Từ Công Phụng là một người bạn rất thân của ông và cũng là một khuôn mặt lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Xin quý vị gửi một tràng pháo tay thật đặc biệt đến cho thi sĩ Du Tử Lê. Xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu một nhạc sĩ của tình ca mà giới thưởng ngoạn đã chọn ông như một tiêu biểu cho tình ca Việt Nam vào thập niên 60 và thập niên 70. Nói đến tình ca là nói đến một thế giới thần thánh, một thế giới nhiệm màu của những hạnh phúc và chia tan, của những đau khổ và đổ vỡ. Nói đến hạnh phúc là nói đến những tình ca đã làm thành một dòng âm nhạc của Việt Nam ở quê người cũng như quê nhà. Tuy nhiên, theo tôi, tình ca được đãi lọc bởi thời gian và bởi quý thính giả, nhất là những người như quý vị. Cho nên, chúng ta có bao giờ chúng ta hỏi nhau rằng tại sao đến bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng, chúng ta vẫn yêu nhạc Từ Công Phụng? Theo tôi, có lẽ vì họ Từ không viết nhạc cho ông, mà họ Từ viết tình ca cho chúng ta, cho tình yêu của chúng ta. Do đó, hôm nay, với tư cách là một cái người tác giả của bài thơ Giữ Đời Cho Nhau, tôi hân hạnh được giới thiệu tới quý thính giả ca khúc Giữ Đời Cho Nhau, thơ của Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng, qua nghệ thuật diễn tả đầy tính trân trọng và tính đời kiếp của tiếng hát Tuấn Ngọc. Trời theo ta xuống biển và đời ta trôi, ơn em dáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn. Ơn em ngực ngại mối trầm cho ta cỏ mặn trăm lần lá hoa. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi, ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp
sao xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em ngực ngại mỗi trầm cho ta cỏ mặn trăm lần lá mòn. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sao xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn. Tạ ơn em, tạ ơn em, ơn em. Quý vị, và bây giờ là sự xuất hiện của ba khuôn mặt trẻ khác trong số các ca sĩ trẻ của Trung tâm Asia. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng ấm cho Gia Huy, Mạnh Đình và Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân ơi, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị khán thính giả một nhạc sĩ, một ca sĩ thật đa tài và thật có duyên. Vân có biết là ai không? Ồ, Vân biết Gia Huy muốn nói đến ai không? Anh nghĩ Gia Huy nói đến một người không ai khác hơn, đó là nam ca sĩ Mạnh Đình. Kính thưa quý vị, Thúy Vân nghĩ ai cũng phải công nhận là người này rất là đa dạng. Nhưng mà em sorry anh Đình nha, it's not you, không phải anh đâu, mà là ca nhạc sĩ trẻ Sĩ Đan. Theo Thúy Vân biết thì anh rất là nổi tiếng từ Việt Nam, và từ khi sang Hoa Kỳ thì anh rất là bận rộn, chẳng hạn như phải đi hát, rồi còn hòa âm, rồi còn phải sáng tác nhạc nữa. Thế Mạnh Đình không trẻ đẹp à? Mạnh Đình không đa dạng à? Đây, nhưng mà giỡn chơi với Huy với Vân thôi, chứ còn Mạnh Đình thì đâu có xứng đáng với cái tên là nam ca nhạc sĩ đa dạng đâu. Thì anh cũng muốn nhắc một ít về anh Sĩ Đan. Kính thưa quý vị, thì khi còn ở Việt Nam, anh Sĩ Đan đã từng chơi trong những ban nhạc lớn của thành phố. Vân với Huy biết không, trong cái thời gian đó đó là người ta hay chơi cái đàn keyboard mà cầm trên tay đó, mà anh lúc mà anh Sĩ Đan anh lít đó là anh đứng thế này, anh đánh và anh hất cái tóc lên. Wow. Trời đất ơi, cả hội trường con gái nó rú lên. Mê mệt. Sao Huy không hiểu tại sao mà lại có rất nhiều cô ái mộ anh đến như vậy, mà anh lại sáng tác ra nhạc phẩm Tình Yêu Và Trái Đắng. Chắc là anh đang có một cái tâm sự gì đây. Kính thưa quý vị, Gia Huy xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị Sĩ Đan và nhạc phẩm mới nhất Tình Yêu Và Trái Đắng.
trên bao lối về, tình yêu như chiếc lá vàng rơi vào miền quê lãng. Tình yêu như cuồng giông, như bão tố, rồi bóng chốc tan vào vùng quá khứ. Tình yêu như dòng sông trôi về đâu, nào ai biết chẳng lòng ai. Tình yêu trái đắng, tình trong vắng một lần đã xé nát tan trong đời. Tình yêu đã lỡ, tình mình ta nghe bơ vơ trong đêm cơn mê dài nỗi nhớ. Tình yêu trái đắng ngậm mùi tiếc nhớ để người quay lưng cuộc tình lỡ. Ngày mai nếu có tiếc nhớ nói về những nhạc phẩm trữ tình của Trần Thiện Thanh, chúng ta thường nhớ đến những bài hát đầy thi vị, hứng khởi, xúc tích và luôn luôn có hướng đi lên. Lời nhạc của Trần Thiện Thanh không mấy khi được kết thúc như một sự đau thương hay một sự tàn tạ, dù đó là một chuyện tình buồn. Sự đổ vỡ, tan tác về tình yêu đối với Trần Thiện Thanh luôn luôn vẫn còn mang một niềm hy vọng nào đó. Kính thưa quý vị, nghe những tình khúc của Trần Thiện Thanh, khán thính giả lại tìm lại được nhiều kỷ niệm của những ngày quê hương khói lửa. Những bản nhạc của Trần Thiện Thanh được xem là những bài hát viết cho lính và những người yêu lính. Trần Thiện Thanh, kính thưa quý vị, chính là nam ca sĩ Nhật Trường và tiếng hát của anh đã làm rung động biết bao nhiêu người trong suốt bao nhiêu năm qua. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức dòng nhạc của người nhạc sĩ này qua một khám phá mới của Trung tâm Asia, nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Mặn môi nước mắt.
bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím răng trời, lúc dòng tố tơi bời, lúc đường đời ngắn đôi, đường đời ngắn đôi để một người sống lên ngôi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đến trọn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Xuân qua hè tới thấm thoát đã mười đông, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt nhòa ngày đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lâu cô. Giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cánh phương trời, uất hờn nhẹn tim côi. Một đời ngắn đôi những tình đầu làm sao vơi, nên từ đó em buồn.
Kính thưa quý vị, trong số những nhạc sĩ sáng tác, có người vẫn còn, có người đã mất. Thế nhưng dòng nhạc của họ vẫn muôn đời ở lại với chúng ta, với những khán giả, thính giả thân quen. Dòng nhạc của họ muôn đời trở thành bất hủ trong dòng suối âm thanh cuồn cuộn của nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Và thưa quý vị, con người, đời sống rồi cũng sẽ qua đi. Từ cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi. Chẳng một ai trong chúng ta mà không bước qua được ngưỡng cửa của sự chết chóc. Nhưng những dòng nhạc bất tử của người nhạc sĩ hy vọng giờ sẽ còn mãi, rung động trong trái tim của mọi người. Và để kết thúc chương trình Asia Video tác giả và tác phẩm, hai nhạc phẩm nổi tiếng được kết hợp lại trong một liên khúc mang tựa đề Cát bụi tình xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người nhạc sĩ với lối dùng lời thật trữ tình và sâu sắc, được trình bày qua ba tiếng hát của ban nhạc The Uptight, Khánh Hà, Thúy Anh và Anh Tú. Và thưa quý vị, chính ca sĩ Tôn Ngọc đã là người đặt ra hòa âm hợp ca cho bài hát này. Suốt cây từ vực sâu.
không Quý vị vừa thưởng thức 20 nhạc phẩm tiêu biểu của 20 tác giả và cũng là 20 đóa hoa rực rỡ nhất của vườn hoa nghệ thuật âm nhạc Việt Nam trong suốt thời gian qua. Trung tâm Asia, tất cả anh chị em nghệ sĩ Quỳnh Hương và Đức Huy xin cảm tạ quý vị và xin chia tay với quý vị ở đây. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những giây phút hạnh phúc nhất trong dòng nhạc kỷ niệm của Asia Video, tác giả và tác phẩm.